Vâng, xin chào các bạn đã theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một con công suất của dòng Onkyo. Đấy, con này là con CRT1X. Về hình thức các bạn nhìn thực tế nhá. Đấy, con này thiết kế theo kiểu dạng cổ cổ của ngày xưa, TV ngày xưa các bạn. Đấy. Ở đây nó có thêm cái phần CD nữa này. Đây này các bạn này. Đấy, có cái phần này, phần CD. Đấy, nhưng mà chắc CD này em nghĩ chắc ít người dùng rồi. Có quá duyên các anh. Tại vì hàng bãi về hầu như là con nào mắt nó cũng sẽ kém đấy các bác. Đấy. Đây là cầu loa này. Các bác cắm điện thoại cắm đây nhá, nó sẽ có hai cổng, một cổng ra, một cổng vào. Đây là cổng quang đầu ra này, có một cổng trầm riêng này. Bác nào cần phải trầm thì có thể cắm trầm đây nhá, có trầm riêng. Nghe nhạc tí tai tí tách rất là hay các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó có cái phần như điều chỉnh này. Đấy, chuyển chế độ đầu vào ở đây nhá, điện thoại các kiểu ở đây, FM này. Đấy, phần trên này của CD, phần này là phần volume, dưới này là tuner. Tóm lại là con này các bác cứ nghe cho em, điện thoại là ok, còn các chức năng còn lại bỏ qua cho em. Đây là chế độ bass, ép bass này. Đấy, bắt đầu nghe ít thì đưa về off, nghe nhiều trầm này. Đấy, nghe nhiều trầm và bass nó nhiều nhiều một chút thì đưa về bass 2. Rất khỏe các bác nhá. Đấy, đánh rất là mê luôn. Nhạc rất là phê các bác nhá. Chuyển nó vào thì mình sẽ chuyển ở đây cho em này. CD vào đây để xem nó cho em nhá. Ở đây thì nó có cái khay CD trên này và nó là dòng đĩa luốt các bác nhá. Đấy, nó là kiểu dạng đĩa luốt nhưng mà chắc là nó mắt nó cũng kém rồi các bạn. Hầu như cái dòng này về thì em thấy là con nào hầu như là mắt nó sẽ kém rồi. Thế là các bác cứ nghe điện thoại cho em nhé. Đấy. Đấy thì giá con này thì để các bác là 790k nhé. Giá là 790. Đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Vâng, xin chào các bác.